Nhà cầm quyền cộng sản ra luật cấm người dân đặt tên con quá dài. Tin đến từ Việt Nam, Báo Lao động loan tin từ ngày 16 tháng 7 thì thông tư à, tháng 4/2020 của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam về việc đặt tên cho trẻ em sơ sinh chính thức có hiệu lực. Nội dung của thông tư này cấm người dân Việt Nam không được đặt tên cho con quá dài khó sử dụng. Ngoài ra, việc xác định họ dân tộc đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với luật pháp của nhà nước cộng sản và đặt tên phải giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán truyền thống văn hóa của Việt Nam mà nhà à, cầm quyền cho là tốt đẹp. Trong trường hợp là cha mẹ của em bé không thỏa thuận được họ dân tộc quê quán của con mình khi đi làm giấy khai sinh thì con à, viên chức tư pháp sẽ căn cứ vào tập quán để bảo đảm cho em bé được đặt theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ của đứa bé trẻ. Giải thích cho quy định này thì phía bộ tư pháp cho rằng việc đặt tên cho trẻ quá dài khiến cho việc làm chế tờ tùy thân bằng lái xe buộc phải viết tắt các tên đệm vì không đủ chỗ viết hoặc là đặt tên quá dài sẽ khiến cho đứa trẻ không thể ghi danh một số dịch vụ của ngân hàng như là thẻ vì vậy ngành tiêu phá của cộng sản cho rằng việc cấm đặt tên quá dài là để giúp cho đứa trẻ sau này lớn lên không phải gặp những rắc rối về cái tên của mình